Xin chào anh Kỳ ở Đồng Nai, mình là Nhật Audio. Hiện tại Nhật đang test cục đẩy Joy Sound AB70 trước khi giao hàng cho anh. Đây mời anh, đầu tiên mình sẽ mở volume. Đây mình đến ba lan. Đây nói chung cả hai kênh đều hoạt động hoàn hảo. Đây mình đang test máy cặp loa của JBL. Đây số seri ở trần trên sử dụng số seri. Đây con này anh sẽ chơi được hai cặp loa cùng lúc. Đây nói chung mọi chức năng trong sản phẩm này thì Nhật đã test rất là kỹ và đều hoạt động hoàn hảo. Và bây giờ Nhật sẽ bắt đầu đóng thùng xốp trước khi giao hàng cho anh. Rồi ok, cảm ơn anh khách ở Đồng Nai đã ủng hộ Nhật Auto rất là nhiều.